vì nhân dân nước non. Đến giờ phút chào tất cả các tin bạn những thành tích và học sinh có thành tích. Bí thư chi bộ, tôi xin tăng qua lời phát biểu đáp từ. Để các em học cái tiếng riêng, ủng hộ một cái trường học thị xã Triệu Đồng cho ba chút. Về kết quả học lớp có thì năm trước là 20%, về năm trước đó 3 giải nhì nhưng mà chúng ta không đạt, ủng hộ cho cấp tỉnh. Tổ biên phòng